Thư xin chào cô chú, anh chị em. Bây giờ là 5 giờ rồi, trời tối tối rồi. Bây giờ mùa đông 5 giờ tối lắm. Hôm nay giờ này thì Huỳnh mới về, làm xong cái trò cho anh Nguyên hôm qua. Nhưng mà hôm qua mệt quá đi về luôn. Hôm nay mới vô là chở anh Nguyên qua trời mới, tối nay lạnh. Hồi xưa mùa hè ban ngày là 80 mấy, 90 mấy, 100, buổi tối 70, 7 mấy. Bây giờ hiện giờ là buổi sáng ban ngày chỉ có 60 thôi. Rồi mùa đông buổi tối nay sẽ là có 39 độ thôi, chứ là chưa tới 40. 39 độ F tức là khoảng chừng 4 độ C khoảng đó. Lạnh lắm, tối nay rất lạnh. Cho nên là tối nay 47. Sao lại nó xong mốt rồi giờ lại nói 47 không biết nữa. 47 thì cũng ok, 47 tức là khoảng chừng 10 12 độ C. 12 độ C thì cũng không có đến nỗi tệ lắm. Sao nó nãy nó 39, bây giờ nó nói 47. Chắc hôm qua 39. Nó mới update xong hôm nay là 47. 47 thì cũng mười mấy độ C, nhưng mà thôi bây giờ đi qua chở anh Nguyên luôn. Anh Nguyên đi thì đi, không đi thì mình cũng báo cho anh biết cái chòi ở đó. Rồi anh qua anh tìm chòi anh ngỡ. Lạnh lắm rồi, sáng mai anh qua thì anh có thể anh ở lại. Em có muốn mình vô tối tu ly rồi mình qua chỗ mấy cục đá mình đi bộ qua không? Đó, chạy xe vô được mà chị làm ơn. Ok. Mà mình phải mua bò phân bò vậy, bỏ mía, bỏ cho mía mình lớn. Em đi qua cái lối đó Hưng rất sợ, tại vì nó đang đi cái nó quẹo 90 độ đó, nó quẹo 90 độ. Trời em mà ngay cái trước mặt đó là cái thung lũng, rớt xuống cái suối. Nào rớt xuống được. 90 độ mà ngay cái 90 độ đó là cái thung lũng, lỡ một cái lọt xuống suối luôn, Hưng rất sợ. Trời ơi, bằng lái có 35 rồi chứ bộ. Nhưng mà Huỳnh nói ok, thôi đi bằng đó, Huỳnh lái được thì đi. Đi bộ vô cũng khá xa, khá lâu. Đi bộ vô là phải đi bên này, buổi sáng đi thì không sao. Thì mình cứ việc đi bộ thôi, buổi tối cũng hơi sợ. Chị có bao giờ lái xuyên bang chưa? Trời ơi, em lái xuyên bang, lái từ đây qua Du Thà, qua Tắc Sạch nè. Đi xuyên bang thì không có gì, nó là đường trường. Còn cái này nó đi vô trong suối, ngay cái chỗ quẹo 90 độ nó lại là cái bên này của 90 độ là cái hàng rào, mình không thể lấn qua bên này. Bên kia là cái thung lũng ghê vậy đó, nó chỉ có một cái con hẻm nhỏ xíu như vậy thôi. Bên này là hàng rào bê tông cốt sát rồi, mình không thể nào lấn được nó. Bên kia là cái thung lũng, ở giữa là cái eo bầu 90 độ, là mình đi trong cái eo bầu đó, ghê, không sợ. Tại chị sợ chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ không, giờ Huỳnh về giờ này rồi. Nếu mà đợi đến mai Huỳnh về sớm hơn chút thì lúc đó đến anh Quyên. Mai làm gì đó về sớm hơn chút. Cho nên thôi, đằng nào cũng đi khoảng giờ này thì thôi đi luôn. Huỳnh chào cô chú bác anh chị em đi. Hả? Huỳnh chào cô chú bác anh chị em đi. Hello, Huỳnh kính chào ông bà cô chú bác và anh chị em. Ông bà cô chú bác anh chị em có khỏe không? Hình mới đi làm về chưa kịp tắm rửa hơn sắc đi luôn, đi sớm cho rồi. Ủa đi về hoài mít chứ tập tạo tập thể dục của em rồi. Em dạo này làm biến cả tháng em không tập thể dục rồi. Chị cũng cancel cái gym rồi, chẳng có đi gì hết mà cứ để tốn tiền một tháng hết 30 đồng. Thôi chị cancel luôn. Người khác dùng được không? Cancel rồi. Bây giờ Hương sắp xếp lại công việc xong rồi bắt đầu đi kiếm việc làm. Thì một ngày Hương sẽ đi làm 3 ngày. Một tuần nếu mà Hương được nhận, Hương sẽ đi cắt tóc 3 ngày thì để lại thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2 là để mình nghỉ. Còn Hương đi làm là coi như là thứ 3, thứ 4, thứ 5 đi làm 3 ngày đó, Hương tính như vậy á. Để làm 3 ngày, nghỉ 4 ngày để đi làm việc nấu cơm, nấu cháo này kia, còn lại nghỉ. Kênh này á, là về cuộc sống hàng ngày của Hương với Huỳnh. Bình thường hồi xưa là cuộc sống hàng ngày của Hương với Huỳnh là Huỳnh đi làm thôi. Hương ở nhà, Hương lo cho bố, lúc đó mẹ Hương còn sống, ở nhà phải lo vừa bố vừa mẹ. Nên cuộc sống hàng ngày không có cái gì hết, Huỳnh về nhà là hai chị em ngồi ăn cơm. Cho nên gà quay cảnh ăn cơm gà. Sau đó là còn quay cảnh trồng rau muống, rau mồng tơi, nuôi cá, nuôi chim này, cái đó là cuộc sống hàng ngày của Hương Hoàng, chỉ có vậy thôi. Xong sau đó Hương bắt đầu Hương học uốn tóc, cắt tóc. Cái là cuộc sống hàng ngày của Hương, có thêm cái phần đi xuống suối cắt tóc nữa.
Thế là vậy là cuộc sống hàng ngày là có hồi đi làm, Hương đi học cắt tóc, là cuối tuần là hai chị em dẫn nhau xuống suối cắt tóc thực tập. Xong rồi cuộc sống hàng ngày như là chỉ có vậy thôi. Xong lúc đi xuống suối thì lại gặp các anh em vô gia cư, họ cũng hỏi có gì ăn không, tôi đói quá. Hồi đó đi cắt tóc là chỉ đem cho họ nước ngọt với lại thuốc lá. Cái hỏi có gì ăn không, đói quá đói quá. Cái xong Hương nói với Huỳnh là thôi bây giờ mình bỏ ra một ngày để mình nấu một bữa cho họ ăn, coi như một tuần một lần nấu cho họ ăn. Chứ nhiều lúc mình đi xuống suối mình ăn no mà người ta hỏi câu đó mình không có gì cho người ta ăn, thấy cũng buồn, rất buồn. Xong cái là hai chị em cuộc sống hàng ngày có thêm cái phần đi phát cơm phát bán bún không đâu. Khi đó mình nghĩ chỉ là một việc nhỏ nhỏ trong cuộc sống của hàng ngày của mình thôi, nhưng mà không ngờ thánh ý Chúa nó trở nên là nó trở nên nó thành cái điểm của cái kênh luôn. Thì là Chúa muốn như vậy. Chứ Hương với Hoàng hôm nay đi cắt tóc thấy người ta đói thì tội nghiệp quá, thì tính là nấu cơm phát cho họ chỉ là cái phần rất nhỏ. Hai chị em còn nghĩ không biết là được bao lâu nữa, tại vì tiền thì mình lấy trong tiền YouTube ra mà nó đâu có bao nhiêu đâu. Còn nghĩ không biết được bao lâu, cái chị Kim nói được rồi, tao cho mày thêm một tí. Sau này đúng là thánh Chúa tự nhiên có rất nhiều các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm góp vô, mỗi người một chút. Một người làm thì gánh không nổi tại nó quá lớn, nhưng mà nhiều người mỗi người 100, 200 nó tự nên trở thành dễ dàng cho tất cả mọi người, mà các anh em lại được ăn rất ngon. Nấu được ăn bún chả giò, giò heo đủ thứ kiểu hết á. Thiệt đó. Xong là cái gì nữa? Ngày nào chẳng có giò heo. Xong cái nó trở thành cái điểm chính của kênh luôn. Hình như tuần tới là phát cơm không? Đi Pháp, đi bán bún trở thành cái điểm kiến cuộc sống hàng ngày của Hương với Huỳnh. Tự nhiên cái điểm quán không đồng nó bổi bật lên luôn. Xong rồi cái sau đó là lại gặp người bệnh, người già, cái là phải giúp họ. Bây giờ mình đâu thể nào quay mặt đi gặp chị Thủy, cũng phải ráng giúp chị Thủy. Nhiều lúc mình đi làm về tối, Hương mình không dám xuống, chị Đức chuyên môn đi chơi, rồi không có ai, Tony đi làm cũng trễ giống Huỳnh luôn. Thế là phải chở người này người kia, chị em trong nhà sắc đại chạy xuống suối dẫn chị Thủy về. Thế là nó trở thành một phần cũng là cuộc sống hàng ngày của mình, cũng khá là hấp dẫn. Tối chạy đi kiếm chị Thủy nữa. Xong rồi sau đó là chị Thủy đi nhà thương thì cũng đi thăm chị Thủy. Rồi bây giờ lại gặp anh Nguyên bệnh nữa. Thế bây giờ lại đi làm nhà làm trời cho anh Nguyên, coi như là cuộc sống hàng ngày của Huyền với Huyền mỗi ngày thêm một chút những cái gì đó mà mình không hề nghĩ tới, coi như Chúa sắp xếp là cái em đó nó gọi nó cho thùng luôn. Mới đầu là không thấy cái thùng nhỏ quá, không biết làm sao, thôi đi đại không biết sao. Xong ai ngờ đâu cái là grab hai thùng vô, nó khá là dễ thương, họ sống vừa xinh. Mình không thể làm lớn hơn tại vì bị gỡ ra, mà mình làm nhỏ hơn thì hơi cực cho họ. Cho nên hai cái vô một cái chòi, nó vừa xinh rất dễ thương vừa ở. Xong cái là cuộc sống hàng ngày của Hương với Huỳnh bây giờ thêm cái vụ làm chòi nữa. Rất nhiều người xin chòi, nhưng mà bây giờ thì kẹt một cái thùng đó, chừng nào về thì họ mới cho mình thôi. Tại sao chị nói kẹt cái không có xe truck? Ngay cả khi có xe truck mà không có thùng thì mình không có gì để lấy hết. Tại vì họ chừng nào họ về máy họ mới có những cái thùng đó, chứ không phải là mỗi ngày họ đều có. Thì hôm qua Hương gọi em Tài nói là đến giờ này là không biết chừng nào có máy tới, nhưng mà nếu có là gọi Hương liền. Mà Huỳnh vừa nhắc Hương một cái phần rất quan trọng là chiếc xe truck. Nhiều lúc mình có xe truck mà mình có thùng mà mình không có xe truck, coi như cũng chịu thua luôn, không làm gì. Em định mua chiếc xe truck mà em suy nghĩ là em không mua nữa, tốn tiền lắm em. Vừa tốn tiền xong cái không ngờ thằng cháu Hương nó lại có. Hồi xưa cháu Hương nó đi làm, sau này tự nhiên nó chán, nó không thích, nó thích làm cái gì nhẹ nhàng một mình nó thôi, không thích làm gì. Cái là nó đi, nó đang làm máy này kia để nó in áo. Xong rồi nó đang in áo thì nó chưa, nó thời giờ của nó coi như rộng rãi, chưa làm xong nên chẳng có ai in áo, có vài người bạn họ biết. Nó làm thì họ kêu nó in này kia cho họ thôi, còn chưa có khách, chưa có đăng được lên mạng, chưa có gì hết, nên không có khách gì hết. Thì là nó có thời gian rảnh, cái Hương nó chưa có đi gì hết, Hương lại gọi nó đi khiêng chòi với Hương. Cái nó nói trời ơi, chưa có thời giờ gì cho nó mà lại đi khiêng chòi đóng chòi. Cái lên xe ngồi, nó nói hồi xưa nó đi học cái construction là tại nó mê nó học thôi, mà thiệt ra đi làm xong cái là đi làm chòi. Rồi bây giờ cuộc sống hàng ngày của Hương thêm cái phần làm chòi nữa nha. Chừng nào có thùng
Hôm qua mình đến làm cái trò cho anh Nguyên chỗ đó thì mình thấy anh Quang chưa có cái trò. Anh Quang nói nhiều chưa có cái trò. Anh nằm không không đó, anh đốt lửa cho ấm thôi à. Cái trò anh nó bị sập rồi, có mấy miếng bạc gì xong nó sập xuống. Còn anh Quang nói ít có cái trò rồi, nhưng mà anh nói nếu mà có cái này cho anh cũng thích thôi thôi. Hưng nói nếu mà lần sau xin được 3 cái thùng nữa là thành 4 cái thì đưa cho hai anh đó. Anh nói là anh sẽ tự làm, không có cần phiền đến mình, thì mình hư đưa cho anh tự đóng. Rồi còn ông Sĩ ông cũng nói làm cho ông cái trò, nhưng mà Hưng phải bàn với Hằng trước. Có thể Hằng muốn cho Sĩ ở không giống như Alex cho nó khổ để nó chịu cay, nó chịu ấy. Thì Hưng bàn với Hằng cái thử Hằng ok không. Cái đó là hai người đó là của Hằng đang lo, cho nên Hương không muốn, mà Hằng đang muốn họ cai mà mình chạy ly thì mình làm gì học cái trò. Nó hư chuyện của Hằng, là coi như hư mất cái cuộc đời tương lai đang dự tính cho họ. Cho nên Hương để từ từ Hương hỏi Hằng cả, rồi Hương mới tính chuyện ông Alex với ông Sĩ, hai ông đều đòi cái trò. Rồi quẹo vô đi. Ba nào đang đi? Ông tưởng cái nhà lầu 2 tầng này là của anh Nguyên, nhưng Huỳnh nó nói không phải. Cái nhà lầu 2 tầng này của ai mới làm? Còn nhà anh Nguyên thì ở đằng sau này nè. Còn nhà anh Nguyên thì ở đằng sau chứ không phải đó. Anh Nguyên ơi, ủa Nguyên đi đâu rồi? Trời ơi, không có nhà hả? Sao mấy bữa gọi qua lấy bún bò giò heo không thấy ai đi hết vậy anh Hòa? Ồ trời, đi tối ngày đâu có ở nhà đâu. Trời ơi, chủ nhật cũng đi luôn hả? Ừ. Vậy là anh Nguyên đi đâu lâu chưa anh Hòa? Đi cũng mới đây. Anh Hòa nhắn với anh Nguyên giùm em làm cái trò cho anh Nguyên bên tu ly xong rồi, giờ em qua em chở anh Nguyên qua đó nè. Dạ. Em làm ở cái trò ở ngay chỗ của anh Tín á. Ồ dạ. Tại ông ở đây ông có gì ăn, ông yếu xìu, ông sắp chết rồi anh Hòa. Có đâu, bên kia ông có đồ ăn mà. Bên nào? Bên này nó không đem đồ ăn vậy. Ủa ai đem đồ ăn tới? Nó đi ở ngoài, nó đi làm tóc á, nó đi ra dọn dẹp lại chỗ cho tiện tóc á. Trời đất ơi. Người ta đem cho nó đồ ăn rồi hoài. Vậy là anh Nguyên đi làm, vẫn đi làm hả? Đi làm không? Dọn dẹp tiện tóc? Chắc có vậy, chắc đi làm nữa. Tiệm tóc nào anh Hòa biết không? Tiệm tóc gần chỗ quán cà phê Mai Phương á. Huỳnh biết không Huỳnh? Bố Già á. Nó gần chỗ sát cái chỗ chợ á. Cà phê Bố Già đó. Cà phê gì? Bố Già. Ok, bây giờ em với Huỳnh chạy qua đó nha. Ừ. Nhưng mà anh nếu mà em không gặp anh Nguyên em về luôn thì anh Huỳnh nhắn với anh Nguyên. Okay. Anh Nguyên nếu mà có người đem đồ ăn rồi, sung sướng mạnh khỏe rồi, không muốn chờ đó thì em đưa cho người khác. Trời nào bên kia ông kìa, ông đòi trường làm trò làm bên Trung Tiến đó. Hôm bữa thấy ông yếu xìu, ông đâu không có gì ăn. Khỏe càng ngày càng yếu thôi chứ. Càng ngày càng yếu phải không? Ông mà đồ ăn cũng đem về, ông bỏ chị? Nhiều khi đâu có ăn đâu, bỏ từng ăn hết rồi. Chị coi sàn ốc luôn. Vậy hả? Tay chị bị coi sàn ốc luôn kìa, trời ơi. Xong rồi cái vậy là ông đem đồ ăn về dư không có, ăn không hết luôn. Ăn đâu có hết đâu, giục bỏ hoài à. Trời sao hôm bữa ông đi em ông đi không nổi luôn, ông nó không có gì ăn. Trời có cái vụ giả bộ nữa làm em mệt cũng chết luôn. Giả bộ á. Ok, nếu mà ông có đủ đồ ăn, ông không muốn qua bên kia thì cái trò đó em để cho người khác, bao nhiêu người cần. Ừ. Rồi anh Nguyên, nếu mà anh Nguyên có chìa khóa, có cell phone không? Ok, vậy anh Hòa nhắn giùm em như vậy nha. Có gì nhắn cho. Rồi. Thì con chó này giờ nó lớn chưa? Thôi mình đi qua quán cà phê kiếm anh Nguyên thử có không mọi người. Chuyên à, khỏe không? Khỏe không em? Lúc nào cũng khỏe rồi. Lúc nào cũng khỏe phải không? Trẻ mà còn đẹp nữa. Nhìn em là thấy rồi. Trẻ mà còn đẹp nữa. Ở dưới suối lúc nào cũng sạch sẽ đẹp đẽ. Ai đi? Chị vô. Đi vô. Nó mừng em nó chơi. Thôi. Chị chạy qua, đi kiếm anh Nguyên. Sợ ông yếu, ông có gì ăn mà anh Hòa nói ông vẫn đi làm, vẫn có đồ ăn người tiệm người ta đem cho ông mà. Còn mấy người bạn đem cho. Vậy hả? Có bạn bè nữa hả? Dạ. Chắc vậy em không biết nữa. Trời ơi. Nếu mà có đi làm thì chắc chắn người ta đem đồ cho anh ăn, người ta biết anh vô cư, không lẽ người ta không đem. Trời ơi, thôi chị đi kiếm lại nha, chị ba em á, đẹp gái quá. Chị biết ảnh làm đâu không? Ở cà phê Bố Già.
biết rồi. Ồ, em cũng không biết cà phê đó. Rồi bây giờ chị đi á, chị ba em nha. Cảm ơn anh chị. Con gái đi sao dữ quá vậy? Đây đi. Con đi nào ngoài đây nè. Yeah, mỗi người đều có một cái à, điều bí mật, cái income, việc làm bí mật mà anh không có nói cho mình biết. Anh chỉ nói mệt quá, đi không nổi mệt quá, ăn cũng đói đói. Nhưng mà thật ra anh đang có việc làm, anh dọn dẹp cái quán cà phê bố già. Không phải. Khi mà người ta biết anh, khi mà người ta biết anh vô gia cư, tức là người ta đem đồ ăn cho anh thôi à. Là coi như anh Hòa nó đem về dục đầy, sợ ăn không hết nữa. Trời ơi, nếu vậy thì anh đâu có muốn qua bên kia. Hương gặp anh, Hương hỏi một lần cho chắc. Nếu mà anh không muốn qua bên kia thì cái trò đó Hương để cho người khác. Nếu mà anh có đủ đồ ăn rồi thì cái trò đó Hương để cho người khác. Anh đâu có cần qua bên kia đâu. Anh vẫn có cuộc sống này của anh mà. Thì là để cái trò đó cho người khác người ta sống chứ. Anh Quang chưa có cái trò nằm không không giữa trời vậy đó. Anh Quang nằm không không giữa trời. Giờ anh cắt thêm cái cửa anh đôi à, không. Trời ơi, nó ngăn đôi mỗi người cái hồng sao ở em. Thì cái đó mình để cho anh Quang, mà anh Quang nói nhiều đi. Bây giờ anh chưa có cái gì ở hết. Còn anh Quang nói có ít, nói ít, anh đã có cái trò rồi. Mà anh rất thèm trò này. Anh nói trời ơi, vậy sướng quá, ở anh lạnh lắm. Thì là Hương sẽ, hiện giờ có một cái thùng rồi. Thì hôm nào có thêm cái thùng nữa là đưa cho anh hai cái. Anh nói anh tự anh đóng. Ôi trời, gì ghê hả? Cá như cây. Ừ. Ai đây? Mẹ. Ờ mẹ. Mẹ nào đây nhiều mẹ mỏi thôi, nhiều mà tại mẹ mà không có giấy tờ đâu, nhiều mà sao giờ nó đi đâu hết rồi ta? Ừ. Ở phía này nó quá trùng luôn. Tụi làm có sành xong nó đem đổ rác đây á. Ừ. Chứ đổ chiến rác có 200-300. Nó muốn đây là đổ toàn rác cái sành lộn. Vậy là anh Nguyên còn có việc làm nữa đó. Người có việc làm ổn định nữa đó. Đi dọn dẹp quán cà phê. Tiệm tóc. Dọn dẹp tiệm tóc. Bên cạnh quán cà phê có tiệm tóc hả mình? Có. Tiệm tóc tên gì? Ai biết. Cái gì Phương hồi nãy nói á. Nó là cà phê Mai Phương, tiệm tóc ai biết. Ừ. Mà nó đổi thành bố già rồi. Ừ. Này sẽ chốt cao chạy lên với đã chạy bù bù bù. Làm cho tiệm tóc. Nó lấy cây phủ chung quanh này kia, cây lá cây phủ chung quanh trời đó. Ừ. Tôi lấy cái mô nè, xịt keo để tạt tạt cái mô vô. Ừ. Tạt mô vô. Này nó ngấm nước, sống nó ẩm ở trên nóc, mình sợ mình bị mục luôn cái gỗ của mình thôi. Ừ, làm cho nó ấm mục gì. Mình trùm miếng bạc, xong rồi trên miếng bạc đó mình lượm mấy cái bao bị xanh xanh đen rồi đó, mà người ta bỏ quần áo này kia vô mà không ai mặc, dục lên đó cho nó ấm. Xong mình phú thêm miếng bạc lên mấy cái bao này nữa. Trời, nó đem rác đây nó giục. Trời ơi trời. Chắc mốt nó khóa cửa này lại quá. Ừ. Ghê quá hả. Phú lại là hết vô luôn. Hết đi luôn. Ừ.
đem tủ lạnh dục đây bếp biết sinh nữa. Ghê ha. Cái đường đi rất là gập ghềnh, Huỳnh nói lộn xộn. Lái mà mình úi dạ. Ghê thiệt ghê luôn á. Chị đừng có la vô. Ta sẽ gãy cái axle. Axle là gì Hương không biết nữa, mà Huỳnh đã thay cái axle phải 5-700. Cho nên chạy chậm thì là chậm từ đây vô đó. Nếu mà mình chạy bình thường khoảng 1 phút thì chạy tới 20 phút nữa. Chậm. Tại vì nó luôn luôn gập ghềnh lên xuống liên tục vậy. Rồi Hương với Huỳnh vừa chạy đến cái tiệm tóc mà nói là anh Nguyên làm á. Thì Hương vô thì mấy chị đã nói là lâu lắm rồi, 6-7 tháng nay là anh Nguyên không còn nữa. Hồi xưa thì anh Nguyên có làm đẹp cho họ, nhưng mà từ 6-7 tháng nay là anh Nguyên làm không được nữa. Tay chân là anh yếu rồi, anh bị cứng đau nhất gì tùm lum hết, anh không có làm. Khải đi lang thang. Nó nói là nên anh Nguyên không còn làm cho họ nữa. Lâu lắm, cả tháng anh mới tới một lần. Anh đói thì anh tới thì cho anh đồ ăn rồi vậy thôi. Rồi anh đi coi như không còn là, không phải là làm nữa. Nó anh đâu có sức nữa đâu mà làm. 6-7 tháng nay là ông bị như vậy rồi. Vậy là anh Hòa nói anh Nguyên đi làm đây luôn. Không khúng, cho anh Nguyên đi đâu chơi. Họ đi lang thang qua thư viện kiếm đồ ăn chứ không phải đi làm nữa. Bây giờ yếu đi không nổi làm sao mà làm. Anh Hòa nói đi làm là Hương cũng giật mình á. Dọn dẹp tuy là không nặng nhọc lắm, mình cũng phải hút bụi, cũng phải lau nhà, cũng phải chùi dọn này kia, mà đi cái kiểu anh Nguyên đi không vững nó làm sao mà làm. Thì những chị này chị cũng nói như vậy. Chị bảo 6-7 tháng nay là không có làm được nữa. Tay chân bị nhức mỏi rồi yếu lắm. Cho nên lâu lâu mà anh đói thì anh ghé qua thì tụi em có cho ăn đồ ăn vậy thôi. Mà hôm nay vậy là không gặp được anh Nguyên, không biết làm sao nữa. Mai anh chạy vô suối anh hỏi thử. Có thể là anh Nguyên đã nghe người ta nói rồi anh chạy luôn vô chọi anh ngỡ làm sao. Thiệt là anh yếu thiệt rồi, bệnh lắm. Trời ơi, sao giờ mới 5 giờ mới tối không? Mình làm được nữa mới là lạ đó. Đi không vững mà làm được nữa mới là lạ. Mấy chị này nói hết rồi, 6-7 tháng nay là không có làm gì hết á. Ok, vậy là hôm nay không kiếm được anh Nguyên. Hương xin chào cô chú anh chị em. Em đi chào cô chú anh chị em. Anh đang lái xe mà chị. Rồi lái xe xong rồi chào đi. Hello, hồi nãy xin kính chào ông bà, cô chú, bác, anh chị em. Ông bà cô chú anh chị em cho hình chứng đến triệu view không? Đâu ra triệu view, có 10.000 người cho triệu view, 20.000 người. Nhìn mặt anh đi cho anh đi triệu view, tại vì anh đi cố gắng đi làm, cố gắng sống cuộc sống của mình. Em đi vừa mới đi làm về, còn chưa được ăn chiều, còn chưa được nghỉ ngơi, chưa tắm, cái Hương xách đi suối luôn. Lại đi kiếm anh Nguyên nữa, nhưng mà Hương hôm nay sáng thứ tư là phát đồ ăn rất nhiều. Mỗi một tuần Hương biết, tại hồi xưa Hương đi phát cho nhà thờ, sáng thứ tư phát đồ ăn nhiều lắm thì mọi người đều có mặt hết trơn á. Thì Hương nghĩ là sáng nay có thể anh Nguyên qua, anh Nguyên nghe người ta nói thì có thể anh Nguyên đã chạy tới cái chòi mới rồi. Nhưng nên bây giờ Hương với Huỳnh tới cái chòi mới trước coi thử có anh Nguyên chưa. Nếu chưa có thì băng qua suối đi qua bên kia luôn. Biết băng qua suối không? Tôi chưa, không có chạy xe đó, chạy vô công có xì bánh xe á. Ok, rồi em chỉ băng qua suối đi rồi kiếm anh luôn. Nay lại đi kiếm anh Nguyên nữa, đem anh tới chòi mới. Trời, mấy cheese stick này ăn ngon quá. Chúc quá à. Hôm qua nghe anh Hòa nói là anh Nguyên có việc làm, Hương cũng bất ngờ quá. Hương nói trời ơi, anh Nguyên có việc làm thì đâu có cần phải làm trò cho anh. Thì anh có đồ ăn rồi, anh mua anh ăn, anh đâu có cần. Còn nói là anh có việc làm mà người ta cho anh đồ ăn không hết nữa. Chứ là Hương mới đi đến chỗ làm của anh Nguyên luôn, hỏi anh Hòa làm chỗ nào. Cứ Hương mới hành tới nó luôn, mấy chị đó nói là hồi xưa có làm, nhưng mà 6 tháng nay là tay anh Nguyên bị nhức đau một cái tay, nó co quắp lại làm không có được. Cho nên mấy tháng nay là anh Nguyên không có tới làm nữa. Lâu lắm anh đói không có gì ăn, anh tới thì họ có cho anh đồ ăn vậy thôi. Chứ còn cả họ nói cũng lâu rồi không thấy tới nữa, đâu còn sức nữa đâu mà đi được ra tới đó. Xa lắm, không phải gần đâu. Xe đẹp. Bây giờ thì đi lành hoành, đi vô trong chỗ, đi qua chỗ lạnh cơn còn đi không được. Nó đi sau Hương mà thở hộc 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 đi không nổi luôn á.
thì là mấy chị đã nói đâu có là làm nữa, mấy tháng nay là không có làm nữa rồi, không có tới, tại không có tay, một tay nó bị nhức luôn rồi, còn yếu lắm, không có đi được, cho nên họ nói sức đâu mà làm, họ không có thuê nữa, tới thì họ cho ăn thôi chứ họ không có cho làm nữa. Chết rồi, anh đi dành chi stick của mấy con chó, tại ăn này bớt hút thuốc, buồn miệng ăn bớt hút thuốc lá chút xíu. Ăn cái này cái bụng nó càng phì ra thêm. Không có đâu, ăn cái này không có bự, không có mập đâu chuyện đó. Rồi, bây giờ hai chị em chạy tới Tuli, đến chỗ cái chòi mới của anh Nguyên, tức là chỗ của Ba Quang á. Ba Quang với lại chòi mới anh Nguyên á. Nếu mà không có thì đi từ cái chỗ chòi mới. Ủa, không biết tại sao. Chè, đi băng qua suối đến chòi cũ. Tại sao cái chuông nó mở vậy? Sao em người ngoài em đóng? Từ mấy giờ xe không? Ở ngay cái chỗ đó người ta nói có ba quang mà Sơ Hương với Huỳnh đi phát cả mấy tháng nay chỉ gặp hai quang thôi, còn một quang nữa là quang nào không biết. Hôm nay tới hỏi thử quang đó là quang nào. Nó có ba quang ở đó. Hiện giờ là có một anh quang nói nhiều, nó là tôi quýnh vợ. Anh quang nói nhiều, còn nói anh quang nói ít là cái ông này nè, hèn hạ để cho vợ quýnh. Trời ơi, ông cười muốn chết. Ông quýnh vợ mà ông thì bị vợ quýnh. Đó là hai quang. Còn một quang nữa trẻ hơn thì Hương chưa gặp, Hương không biết tại sao cả mấy tháng trời mà Hương không gặp. Tối nay Hương hỏi tôi còn một quang nữa là quang nào. Một quang quýnh vợ, một quang bị vợ quýnh. Còn một quang nữa không biết ra sao. Ai thấy cái xe, chiếc xe đó chưa? Trời, không phải xe đạp, không phải xe hơi, có một cái bánh duy nhất thôi. Họ đứng chị trên cái bánh ơi, chị đứng thẳng thấy lên rồi. Ai không thấy có tay rồi. Lái không có gì hết, đứng không như vậy thôi à. Không biết cái bánh, cái xe đó gọi là cái gì ta, chắc người ta tự design ra người ta chạy chứ không có thể rồi, nào nó bán cái chị. Xe đó không thể nào pass được cái safety của nhà nước Mỹ này, không bao giờ được ra đời chiếc xe như vậy, quá nguy hiểm luôn. Chắc mà nó tự design ra nó chạy, trời gặp cảnh sát là chết. Không có tay lái, không có gì hết, một cái bánh xong nó đứng thẳng vậy, nó lấy đồ gối nó quẹo quẹo mà chạy nhanh dễ sợ luôn. Sao ghê vậy ta, chạy nhanh thì là nhanh vậy đó. Chỉ cần chắc anh Dung tiệm motorcycle bán, nó bán đầy. Ok, bây giờ đi xuống suối nha, tới trời mới coi thử anh Nguyên anh có biết đường anh tự dọn nhà hay không. Anh biết đường anh tự dọn nhà thì tốt rồi, nếu không thì lại phải đi qua bên kia kiếm anh. Hey, xuống suối đốt lửa rồi cho nó ấm cúng. Đốt lửa cho ấm cúng. Hello. Ôi cái chị này sẽ giống người Việt Nam, chắc không phải đâu mẹ. Hello. Không thấy thằng đậu đâu hết, thằng đậu cũng có chòi chứ đâu phải không đâu. Ai đậu chui chòi ngủ hả? Ô con nhỏ này giờ tới ở đây với lại ông Mỹ này. Hello. Ồ, chừng nào nó gần đó, gần đến ngày Noel mới nhiều. Mình đi mình quay một cái video luôn. Sạch không giờ tới gọn sạch không? Thì dọn sạch. Ừ, sạch sẽ rồi, xơi bên chỗ đậu bên dưới giấy. Chứ đây sạch hết trơn rồi nè. Người ta bỏ vô một thân rồi nè. Ừ. Bên này cũng chưa. Ở bên cái tàu bên đây nó có xe rác, bên cái tàu xe rác á. Mỗi thứ sáu nó tới nó pick up chị. Ừ. Ông này thì quét sạch nhưng mà dồn lại một đống rác, vẫn rong rác. Chạy hơn chiếc xe đúng không?
Hello. Anh Hoàng làm gì đó? Nói chuyện với lại cái radio. Này. Sao đi đường ngoài kia thoải mái sung sướng không chịu? Trèo đèo đồn chi? Đâu Ly? Đi làm cái gì á? Đi làm cái gì? Đúng đó. Ngủ nghe. Ngủ có trò kìa. Trời cũng hùng nữa. Đâu có ai trong trời. Nó để cửa không à. Hello anh Tiến. Không có. Dán cháy rồi kìa. Trời ơi. Anh lôi ra đây sẵn chùm chanh đồ lại đàng hoàng. Thôi đi qua kia đi, qua đây đi. Anh Quang. Qua chị ơi. Chọn qua. Quang này cũng có, giờ làm sao đi qua bên kia? Đi. Xuống hả? Anh em hết ra đây. Rồi lấy cái rồi anh trùm lên. Mình ơi. Rắc xe chắc. Đây có cái cầu sơ sơ. Cầu kia kìa, cầu kìa. Trời ăn quan đi khiên cây lên đốt hả? Có cầu đi qua bên kia không vậy? Có đường không hả? Có đường qua đó không vậy? Có. Đây phải không? Rồi. Đi qua đó kiếm ông Quan, à, kiếm ông Nguyên. Đi qua được không? Được. Được không? Được. Trời quá dễ mà. Em đi để chị quay phim. Em qua trước đi để chị quay phim. Thank you anh Quan. Tôm chưa? Dạ em ăn thôi. Dạ. Đừng có đi chỗ lát, chỗ chắc, chỗ đen, chỗ... Rồi em biết rồi. Trời, đưa chị rồi giờ em cầm này đi là chị gieo qua. Cái này còn vừa. Lần rồi với lần đi. Rồi xong luôn vậy biết đi trời ơi chị không sao. Ok rồi dạ. Thẳng luôn vô lên cái chỗ cây á, gốc cây ở giữa mưa tối này qua khỏi ướt. Anh cứ okay. Mốt rồi kiếm. Đây nè, dẫm đây nè. Chào tất hay cậu. Cái lối này sao anh Nguyên anh đi được? Đây mới quen được đó. Muốn kêu qua. Chị giỏi quá. Dẫm cái nước. Mệt. Ồ, bây giờ mình phải trèo lên nữa mới tới hả?
Làm gì vậy? Hay lối đó. Ở nhà trò chưa? Ờ. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chị Lily múc xuống đây nè. Ừ. Mệt quá. Kéo thôi lội suối băng rừng. Leo đây nè. Có lối mòn đi lên đó. Mày lên nè. Nguyên ơi, Nguyên trời ơi, chuột quá chừng luôn kìa. Trời ơi Nguyên, trời ơi chuột quá chừng luôn chị. Không vô đâu. Nó bò ra. Nó chạy rầm rầm không vô đâu. Anh có nhà không? Có. Anh Nguyên ơi. Làm trò chị làm trò bên kia anh rồi kìa. Dựng cái trò bên kia rồi kìa. Bên chỗ ông Long ông... Bây giờ ông Tiến à, bây giờ có qua đó ở không? Qua mà anh ở hả? Cái hộp à, anh Nguyên có tới coi chưa? Hôm qua mới lại có bị ngồi ngọt với tên làm cửa sổ. Ồ, hơi ngợp cần làm cửa sổ hả? Được, em cưa ra đâu có gì đâu. Thấy rồi, bụng chết lắm á. Ờ, bây giờ vậy là có dùng cái đó không? Dạ, dùng. Cái cửa sổ ra cái đây thì em cưa xuống cửa sổ. Vậy là ban ngày, ban đêm anh Nguyên không có ngủ, chỉ ở ban ngày đi xin đồ mệt thì vô đó nghỉ thôi, phải không? Dạ, dạ. Ok. Vậy là biết chỗ rồi hết rồi phải không? Biết rồi. Có gì xuống đem cưa cửa sổ. Ok, để em cưa cái cửa sổ làm cho anh Nguyên. Dạ. Ok, vậy là biết rồi, em khỏi cần dẫn anh Nguyên qua phải không? Khi muốn làm nghề, em có xe chìa khóa không? Có bà bản lề không? Có, để em đem bản lề xuống em làm cái cửa. Dạ, chỉ làm em có ổ phá rồi. Đem đồ qua bệnh bớt. Ừ. Ok, đem bớt đồ qua để em làm cái ổ khóa. Hả, ổ khóa làm có cửa. Đồ làm cửa rồi, để em đem qua em làm cái cửa rồi làm ổ khóa. Đây buồn quá. Ok. Vậy là đem đồ qua bớt đi rồi mai em xuống em làm cái cửa sổ. Chưa, phải làm okay. cửa cho anh khóa chứ để. Ok, không. Rồi, vậy thôi em đi nha. Dạ. Anh Nguyên biết rồi phải không? Dạ. Rồi. Tuần này mà món gì chị? Tuần này khán giả nấu gà nấu đậu cái gì đó. Gà nấu đậu với cơm. Rồi, tuần này nha, chủ nhật á. Dạ. Rồi, em bay Nguyên. Dạ. Đi lối nào qua, lối này hay là bên đây? Đi này nè. Ok rồi, thank you Nguyên.
Trưa nay chị để chị với thằng Bi ra làm cái cửa. Làm cái cửa xong làm ổ khóa cho anh. Hai tầng luôn chị thấy không? Ừ. Chưa chị nói chị để chị Bi tới làm cái cửa xong làm ổ khóa. Thấy anh Quang anh quý không anh khiêng cái đó ra. Anh đậy nắp đồ đàng hoàng vậy không lẽ mình lấy lại. Bữa nào chị xin được 3 thùng nữa cho anh luôn. Là hai anh Quang đó mỗi người 2 thùng anh nói anh tự đóng. Không biết là anh biết đâu mới ôm dẹt mà. Chị đem đinh rồi xuống cho anh làm. Làm chị quay chị gì quay cây cối vậy? Thấy chỗ anh Nguyên đi hôm qua đi qua đó nghe người ta nói anh biết chỗ rồi. Anh nói anh biết chỗ đúng rồi. Cỡ này chưa nè. Mà của Hương làm là chưa có cửa, cắt cái cửa ra mà chưa có bản lề, chưa có ổ khóa. Anh nói bây giờ làm cho anh cái cửa có ổ khóa rồi anh đem bớt đồ qua rồi anh qua đó nở chứ ở bên này buồn hết mẹ. Nói vậy. Không phải buồn. Mà không có gì ăn hết á. Cho nên mai Hương với anh cháu tới làm cái cửa. Xong anh nói cưa cho anh cái cửa sổ. Đóng cây chung quanh nó xong rồi. Cưa cho anh cái cửa sổ chở nữa. Rồi. Giờ là anh biết chỗ rồi. Hắn nói quanh. Cái chỗ luôn vũ luôn ta. Vũ cái chỗ nó đâu ta. Vũ chỗ vũ cháy hả? Ừ. Vũ chỗ vũ quán làm cái đó đâu ta. Vậy hả? Ừ. Ừ hồi xưa chỗ. Ừ. À. Rồi anh kêu là làm cho anh cái cửa với khóa để anh đem đồ qua bớt. Đem đồ qua đó ở. Mà nhà anh đổ quá trời đồ. Chuột tùm lum giờ đem qua đó nữa. Ớn lắm luôn. Đem chuột qua đó nữa chắc chết. Chị quay phim chị quay đây không chị nói chuyện chứ chị quay cây. Mai Mai Hương với anh cháu đem bản lề xuống làm cái cửa. Khóa lại. Để cho anh chuyển đồ anh qua. Anh nói muốn đem rộn qua nhưng mà anh muốn khẩu khóa. Khóa cửa lại. Cái miếng ván mỏng nó làm cửa được không Hoàng? Hay phải đóng cái khung chung quanh, đóng cái khung gỗ chung quanh. Đóng cái nẹp chung quanh hả? Ừ. Ok. Anh cắt miếng ván dày nhà, cái ván dày á. Cái miếng ván dày á. Ván dày cũng phải đóng nẹp thôi à. Mình có phải cái phem, đóng cái phem chung quanh cái đó. Ván dày cũng phải đóng nẹp. Đó, thôi. Cháu thì nó biết làm mà. Ừ. Phải đóng phem luôn. Thật ra có nẹp nha. Ở trên chỗ anh Tuấn á, chị đem dục mấy miếng trên đó lên lấy miếng nẹp xuống làm nẹp. Làm nẹp. Cái cửa cho anh. Nẹp gì? Dục cho anh mấy miếng ván, mỗi miếng ván này đều có nẹp hết. Thì mình lên mình lấy lại cái đống nẹp đó. Mình đóng vô cái cửa xong làm một khóa cho anh. Rồi, xong một người anh Nguyên. Hai anh Quang đều thích cái chòi. Anh nói chòi anh đi rồi anh tự đóng. Hiện giờ có một cái hộp ở nhà anh rồi. Bữa nào có ba cái hộp nữa là cho hai anh. Là bốn cái, một anh hai cái. Rồi anh nói anh tự đóng thì để anh tự đóng. Nhớ phải đo kích thước đàng hoàng nha. Ừ. Cái chỗ đất này phải bướng hả? Chị bướng của City hả chị hả? Ừ. Không. Họ để cho gia đình ai muốn trồng trọt thì trồng tháng đóng 10 đồng tiền nước. Nhà nước để cho mà. Hồi nãy Hương Hoàng đi vô là trèo qua cái lối đi đường tắt vì rớt nước. Cho nên bây giờ đi đường vòng. Đây cũng có rừng nè, thấy chưa? Rừng cây nè, mọi người không? Ừ. Đâu, rừng cây đâu? Đó nè, cây nè, đó, cây rất lá rồi đó. Ờ. Trời trời, chưa cho ông Chính nè. Ông Chính lùng hả? Ông Chính á. Ông Chính hả? Hồi xưa nhà ông Chính ở đây hả? Hồi xưa xuống đây là ông khoe mấy chén đó ông chị Hằng mua. Cái gì chị Hằng mua? Bây giờ qua bên kia ở rồi. Hồi nào bây giờ mình đi phát cơm buổi sáng 12 giờ trưa mình đi 3 giờ mình về còn sáng chân à. Mai mốt Capital đi tới chỗ ông nuôi với ông Trinh. Xong đi tới chỗ Simon rồi hết luôn. Đi đó cũng hết nửa tiếng là cùng. Đi đi. Mình về 3 giờ là mình xong rồi.
thì giờ thằng 3:30 đâu có gì đâu. Người Việt Nam mà không lẽ mình không cho họ ăn đồ Việt Nam. Bưng đồ đi thì ok, chứ kéo mua cái xe đi nó mệt lắm chị biết không. Bưng đồ vô hai tô bưng hai chanh. Xe nhẹ hèo trời ơi. Ông Simon anh Cường rồi vợ ông Simon 4 tô. Cái bên anh nuôi em trên 2 tô là 6 tô. Kéo xe đâu có gì đâu mà mệt. Lúc đó đi phát nhà bà Mau Xì rồi. Trên xe còn lèo tèo vài tô mà mệt đi. Nhà bà Mau Xì là mười mấy tô là bán hết rồi. Thì nó còn nữa 2-3 tô. Đi lối này đâu có xa gì mấy. Đi lối kia mệt quá. Trèo đèo lội suối rớt xuống nước nữa. Tại chị dẫm cái cây đấy rồi. Thế thì dẫm cái cây làm cái gì? Phải đem bản lề này kia xuống cho anh Tuấn hả? Để cho anh Tuấn đóng cửa. Rồi, đi tới chỗ khu nhà chung kẹo. Nghe anh em nó bự. Ừ. Lấy trò đẹp không? Trò đẹp không được. Ờ. Trò này đẹp quá ha. Tắt cái gì người nước ngoài mà đừng có đứng mà. Không thích. Muốn đem đồ qua nhưng mà không có cái cửa này anh Nguyên sợ mất đồ. Gia tài sợ bị mất. Anh Nguyên ơi, anh Nguyên ơi, anh Nguyên làm cho anh Nguyên cái cửa có bản lề rồi có ổ khóa, đục chỗ để cho anh đẻo khóa, anh có ổ khóa rồi, với đục cho anh cái cửa sổ thì để Hương làm. Hương với anh cháu mai Hương với anh Bi coi anh Bi có rảnh không, nếu anh Bi không rảnh Hương mượn đồ nghề nó Hương đi anh làm mình cũng được. Hôm bữa để trên chỗ anh Tuấn mấy miếng thế nào cũng có nẹp. Đi làm trên đồ nghề đi đừng người ta có đừng làm mất đồ nghề nha. Thì chị đem có một cái thôi chị ngồi khư khư chị giữ làm sao mất được. Đem hai cái cưa, cái chưa tròn cái cưa thọt. Với lại một cái drill rồi là đủ làm rồi. Chị làm luôn, cưa thì chị không dám cưa nhưng mà làm được cưa cầm móc và đặt gì thôi. Làm cái cửa sổ mà cửa sổ phải dùng cưa chứ chị không dám cưa nhưng mà chị dám đóng đinh. Thì chị drill chị làm cái cửa làm ổ khóa cho ảnh nè. Còn cái cưa bữa nào mình đi phát cơm đó, mình đem theo cái cưa vô đó em ghé vô em xèo một cái là xong thôi. Yêu cầu nữa. Đúng rồi, chứ người đi chỉ té nước cái đùng kìa. Có anh chân bé rồi, anh chân còn trên bờ. Đi ngang chắc chị đi ngang mấy cái cầu á, chị té xuống nước cái đùng kìa. Đang đang lái xe trên đường về nhà, đang sắp về nhà rồi. Trời ơi Thủy ơi, mấy ngày nay đi không được tại bị poison oak nó ghẻ đầy người tè le luôn. Ok. Thủy có biết là chị Hương bị poison oak không? Poison hả? Bị poison oak. Bị xuống suối. Đi xuống dưới suối bị cái cây poison oak đó. Nó lỡ gì luôn. Nó lỡ nguyên cái tay, nguyên cái chân, cái mặt nữa mà nó chảy nước nhớt nhớt. Nó chảy nước nhớ nhớ ghê lắm mà nó ngứa, trời ơi nó ngứa khủng khiếp luôn Thủy ơi. Thấy ghê đúng không? Cái đó mấy cái đó thấy ghê không? Nó thấy ghê mà nó ngứa không thể tưởng được, Thủy gãi quá trời luôn. Xong cái mấy ngày nó càng ngày càng nặng, nó bò từ ở dưới cánh tay nó bò lên trên cánh tay luôn. Xong cái chị sợ quá chị mới là mà đi bác sĩ, sáng đi bác sĩ, cái bác sĩ cho uống thuốc được 2 ngày. Sao chị Thủy biết cái phone chị vậy? Chị dạy chị Thủy học thuộc số phone chị giỏi chưa? Thuộc số phone nữa hả? Giỏi quá trời đi. Mấy thùng nhựa vậy chị? Thùng nhựa không chị? Hả? Lấy không? Ờ Thủy ơi, đi được đi viện dưỡng lão chưa? Chưa hả? Vẫn còn ở nhà thương hả? Ờ buồn quá ta. Lâu rồi mà chưa được đi viện dưỡng lão nữa. Cha ơi giỏi quá, biết gọi phone cho chị Hương nói chuyện nữa. Bây giờ nói chuyện gì cho nghe đi chứ mới gọi gì mà cúp phone mau quá vậy. Không,
tôi gọi hỏi 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 thăm bữa kia chị gọi chưa đều hỏi đây là ở đây bữa tính đi nhưng mà nó ngứa cái nữa nó uống thuốc ngứa vô cái nó ngủ mất tiêu luôn, ngủ một giấc luôn vậy đó. Ngày mai là hết rồi, ngày mai chắc nó đỡ rồi, mai đi thăm Thủy coi thử Thủy đẹp gái không, Thủy giỏi không, Thủy khỏe không. Trời ơi biết nói y tá gọi số phone nữa giờ. Ôi cái gì bà cha đâu gọi tới rồi không có không à. Tưởng bà già đi nhà thương thăm Thủy chứ có không. Đâu có bà đâu, bà ở xa lúc bà đâu có lấy xe được đâu. Ờ à. Đâu lấy xe được đâu. Ờ à, ok có thằng em lấy xe cho ông bà già tới tôi vậy thôi chứ. Ờ à, có ai tới thăm Thủy không? Không lúc ai đâu. Trời ơi buồn quá ta. Bà kia bà kêu chưa rồi bà rồi bà hỏi vụ ấy rồi tôi có cho số thoại cho bà số thoại chị á. Ờ cho bà để bà gọi vụ mà hao sinh rồi mà. Ờ à, ok chưa thấy bà gọi. Ờ ừ. Thì tôi nói chờ chị biết kia thôi. Ừ à, nay chị bà lợi bữa nay nè. Ồ bà lại bữa nay xong Thủy đưa bà số phone. Ờ khi nào tay Dương hết nở Dương đến thăm em có cho bà số thoại chị á. Ừ. Có gì chị gọi thôi. Tay chị nó khô nó hết ghẻ chảy nước rồi, mấy bữa nó chảy nước gớm lắm. Chị đi sức cái thuốc á. Trời ơi Thủy ơi sức vô không được. Nó lợi lắm á. Nó chảy ra nó nhức nhược làm sao mà sức thuốc. Ờ cho nên là chị không có dám đi đâu, chị ở nhà không mà bữa nay nó khô rồi uống thuốc cho nó khô rồi. À, khô rồi ngày mai đi thăm Thủy nha, khô rồi đó. Ok, ok, tôi có gì tôi gọi rồi về nhà. Ok, rồi okay. Ngày mai gặp Thủy nha. Ok, bye. Ừ. Giỏi gớm biết gọi chị nữa. Đưa y tá gọi dùng á. Ờ khô ngứa biết đưa y tá gọi dùng nữa. Chị ơi chị Thủy khôn chưa, đưa gọi y tá, đưa số phone em cho y tá gọi phone, mới vừa nói chuyện xong nè. Nói sao thì lâu quá không gặp thì gọi hỏi thăm này kia thôi. Sau em nói tay em bị ghẻ nó ghê quá nên em không có đi đâu, nhưng mà hôm nay nó lành rồi ngày mai em vô thăm. Cái nói ok ok rồi vậy thôi cúp phone đi. Vậy là nói em bị poison ốc hả? Ờ à, em có nói em bị poison ốc xong kêu em mua thuốc về sức vì ngày mai em với chị đi thăm Thủy nha. Ừ mai đi. Ờ nghe lắm á chứ tại bà không gọi thôi nhưng mà gọi vậy. Bây giờ biết thuộc số phone em rồi đó. Hôm bữa kia ngáo ngáo em đưa em đọc rồi nói tầm bậy hết à. Bữa nay tỉnh rồi biết học thuộc á. Ừ. Xong nói là có ai mà nói đến nói chuyện với Thủy về nhà housing này kia rồi Thủy đưa số phone của em á kêu người ta gọi. Ừ. Khôn gớm chưa. Mai nha, mai em đi lễ về cái em gọi chị cái là chạy qua em chị đi thăm Thủy nha. Ok. Ok. Bye. Ừ. Mai em nghĩ cho em mua KFC cho bố nữa, có đừng có nấu chị ơi, bố không có thích ăn cơm đâu, bố ăn tí tí à. Ok, sẽ mai là mua KFC cho bố. Ờ, chiều nay cũng ăn bún bò, bún canh thịt bò chứ đâu có ăn cơm đâu. Bố không ăn cơm đâu, chị biết rồi cho nên hôm qua chị mới nói là ăn đâu nấu bún cho bố. Tại có cái gì cho ăn nước vô thì bố không ăn thì bố nuốt lại. Ờ, ăn chào chào lùa cái ăn xong. Lẽ ra hôm nay bố ăn đâu phải luộc cái bún nhỏ nữa thì bố mới thích, bún này bố không thích đâu.